chương trình thời sự của đài phát thanh và, và truyền hình Long An. Kính chào quý khán giả, mời quý vị đến với chương trình thời sự trên sóng phát thanh của đài phát thanh và truyền hình Long An. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 2 năm 2016, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Long An dự kiến đô thị hóa đạt 50% vào năm 2025. Long An nhu cầu đầu tư gần 45.000 căn nhà ở xã hội. Quyện Cần Đức thực hiện Tết vì người nghèo năm 2016 trên 6,6 tỷ đồng. Sau cùng sẽ là phần tin trong nước và thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin trong tỉnh. Theo ông Lưu Đình Khẩn, Giám đốc Sở Xây dựng Long An cho biết, tính đến tháng 12 năm 2015, toàn tỉnh Long An có một đô thị loại 3, thành phố Tân An, sáu đô thị loại 4, thị xã Kiến Tường, các thị trấn Hậu Nghĩa, Bến Lức, Cần Chuột, Cần Đức và Đức Hòa và 9 đô thị loại 5, thị trấn Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thạnh Quá, Tân Trụ, Đông Thành, Đức Huệ Hiệp Quả Đức Hòa, Tầm Du, Châu Thành và Bình Phong Thạnh, Mộc Quá. Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh hiện khoảng 25%, thấp hơn mức bình quân của cả nước trên 35%. Chính vì vậy, Nghị quyết kỳ hợp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 8 tháng 11 năm 2015 thông qua nội dung điều chỉnh bổ sung chương trình phát triển đô thị đến năm 2020 của Long An nhằm mục tiêu toàn tỉnh sớm đạt tỷ lệ đô thị hóa so với bình quân cả nước, dự kiến đạt 50% vào năm 2025. Trong đó, trước năm 2020, phấn đấu nâng cấp xây dựng thành phố Tân An đạt tiêu chuẩn đô thị loại 2, kiến tượng Hậu Nghĩa Trà Bến Lức đạt tiêu chuẩn đô thị loại 3. Theo ông Nguyễn Văn Tiều, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh, năm 2015 là năm được mùa trong thu hút đầu tư của tỉnh, cả ở khu vực đầu tư trong nước lẫn đầu tư nước ngoài trong khoảng thời gian 5 năm trở lại đây. Long An không có nhiều dự án quy mô lớn, tuy chạy, trung bình mỗi năm các khu công nghiệp thu hút hàng trăm dự án đầu tư, tạo hàng ngàn việc làm cho người lao động. Năm 2015, Long An thu hút 209 dự án, trong đó 84 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký 484 triệu đô la Mỹ, tăng 18,3% về dự án, tăng 18,3% về vốn so với năm 2014. 125 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký 11.553 tỷ đồng, tăng 101,6% về dự án và tăng 116,7% về vốn đăng ký so với năm 2014. Như vậy, từ khi thành lập, các khu công nghiệp đến nay có 1.049 dự án đầu tư vào khu công nghiệp, gồm 411 doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.632 triệu đô la Mỹ và 638 doanh nghiệp DDI với tổng vốn 44.969 tỷ đồng. Các khu công nghiệp trong tỉnh giải quyết việc làm cho 88.560 lao động, tăng 6% so với cùng kỳ. Nhu cầu nhà ở luôn là vấn đề bước xúc của các tầng lớp nhân dân từ đô thị đến nông thôn. Dự báo tổng số người có nhu cầu về nhà xã hội trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại là gần 350.000 người, trong đó chiếm phần lớn là công nhân, người lao động, kể đến là người có thu nhập thấp tại đô thị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, giáo viên. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, Long An có nhu cầu đầu tư gần 45.000 căn nhà xã hội với tổng diện tích sàn hơn 2.600.000 m2. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng nhu cầu về nhỏ xã hội giai đoạn này chỉ đạt khoảng 1 phần 3 so với hơn 16.000 căn. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư gần 4.500 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là trên 580 tỷ đồng, còn lại là vốn của các đơn vị doanh nghiệp. Với hình thức mua, thuê hoặc được giao đất để đầu tư hạ tầng, Long An sẽ từng bước giải quyết nhu cầu về nhỏ cho người thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội đồng thời đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa phát triển kinh tế, tăng trưởng dân số và xây dựng nhở phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển nhở của tỉnh và đặc điểm của từng địa bàn dân cư. Tết Bình Thân năm nay, quyền Cần Đức đã dân động được trên 6,6 tỷ đồng thực hiện. Tết vì người nghèo tăng hơn 2 tỷ đồng so với Tết Ất Mùi năm 2015, nhờ đó đã tạo điều kiện để các hộ nghèo hộ khó khăn vui xuân thêm ấm áp. Trên 14.000 phần quà Tết gồm tiền mặt, gạo, mì gói, bánh kẹo, đường bột ngọt và các nhu yếu phẩm được chuyển đến tận tay hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ngay trong dịp Tết ở 16 xã thị trấn trên địa bàn huyện là những phần quà thể hiện tinh thần tương thân tương ái của những tấm lòng thiện nguyện dành cho những gia đình khó khăn. Năm nay huyện Cần Đức ghi nhận sự tham gia tích cực của trên 200 cá nhân, tổ chức cùng chăm lo Tết cho người nghèo tại huyện. Ngoài các doanh nghiệp, các tôn giáo, các tổ chức trong và ngoài địa phương, những con người quê hương làm ăn xa xứ thành đạt cũng trở về quê nhà giúp đỡ bà con nghèo bằng tấm lòng của mình cả về vật chất lẫn tinh thần. Bên cạnh 110 bộ quần áo, mùng mền, 17 hộ nghèo khó khăn trong huyện còn được xây dựng nhà tình thương với tổng kinh phí trên 741 triệu đồng. Đồng thời các em học sinh còn được hỗ trợ học bổng quà xuân và trên 3.300 lượt người nghèo được khám và điều trị miễn phí. Năm 2015 là năm cuối chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện các mục tiêu kế hoạch hành động chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, quản lý và điều hành các hoạt động. Theo đó, tỷ lệ sinh năm 2015 giảm 0,32%, đạt 320% kế hoạch đề ra, trong đó các huyện giảm nhiều nhất là Tân Hưng, Kiến Tượng, Tân Trụ và Cường Dù, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên giảm 0,59%. Các đề án sàng lọc trước sinh, sơ sinh, mô hình tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân, đề án giảm thiểu mức cân bằng giới tính khi sinh đều được triển khai tốt. Năm qua, tỷ lệ trên lệch giới tính khi sinh toàn tỉnh là 105 trẻ sinh nam trên 100 trẻ sinh nữ, thấp hơn so với năm 2014. Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức thành công các chiến dịch truyền thông, lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình tại 164 trên 192 xã, với hơn 5.000 lượt thai phụ khám sàng lọc trước khi sinh, đạt 82,6%, trên 3.600 lượt nam nữ khám sức khỏe trước khi kết hôn, và gần 30.000 lượt phụ nữ khám điều trị phụ khoa. Năm 2016, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Long An sẽ tập trung thực hiện các giải pháp nhằm đạt mục tiêu chủ động duy trì mức sinh thấp hợp lý, giảm chênh lệch mức cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguồn nhân lực cao phục vụ cho sự phát triển nhanh bền vững của tỉnh nhà. Thưa quý vị, thời kỳ cạnh tranh kinh tế thị trường cần phải có sản phẩm khối lượng lớn, chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế, giao hàng đúng lúc và giá cả cạnh tranh điều mà nông dân cá thể khó lòng thực hiện. Nhưng ông Võ Quang Quy, chủ trang trại Quy Long An ở xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ đã làm được điều tưởng chừng như không thể này. Xuất thân từ gia đình bần cố nông, giao đời chỉ chới hai bàn tay trắng và ý chí kiên cường, anh nông dân cài thuê ngày nào đã dương lên thành tỷ phú và trở thành nông dân sử dụng nhiều đất nhất đồng bằng sông Cửu Long với hàng trăm hecta nằm trải khắp các tỉnh thành khu vực miền Nam như Bình Dương, Tây Ninh, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Long An, Ông là người rất nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu thị trường. Khi là người đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long mạnh dạng nhập khẩu bò từ Australia về bán cho các lò mổ trong dùng, Trang trại của ông ở Đức Huệ lúc nào cũng có từ 5.000 đến 10.000 con bò. Chỉ tính riêng thuế nhập khẩu từ kinh doanh bò, năm giờ rồi, ông nộp gần 300 tỷ đồng tiền thuế cho tỉnh Long An. Bên cạnh nhập bò về chỗ béo, trang trại rộng 240 ha của ông Huy còn trồng cỏ và cây ăn trái như bưởi, xoài, măng cục, mít. Và gần đây nhất, là chuối già được trồng theo tiêu chuẩn việt gáp để không phải rơi vào lối mòn của sản xuất nông nghiệp trước nay là trồng rồi chặt hay những điệp khúc được mùa mất giá ông đã tìm hiểu và nắm bắt nhu cầu thị trường tại một số nước trước khi quyết định trồng hơn 100 trăm hecta chuối ở long an và tây ninh những buồng chuối tươi xanh này khi chính sẽ chàng ươm bắt mắt giá trị ngọt thanh đã tham nhập thị trường khó tính ở các nước như malaysia singapore các nước trung đông riêng kuwait và nhật bản là hai thị trường mới mà ông Huy đang kỳ vọng nhờ những mô hình hiệu quả sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng quả lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu nên ông Quy đã xác định tạo lập được thị trường ổn định cho nông sản và trở thành điển hình về sản xuất nông nghiệp của tỉnh nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Năm 2015, Long An có hơn 80.000 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp chiếm khoảng 46% tổng số hộ nông nghiệp, một tỷ lệ rất lớn. Tuy nhiên, con số này không giúp nông nghiệp tỉnh nhà phát triển trong tình hình cạnh tranh gay gắt khi Việt Nam gia nhập TPP. Bởi số nông dân có thể làm được như ông Chỏ Quang Quy, chỉ điểm trên đầu ngón tay. Còn lại, số đông nông dân, kể cả nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đều trong tình trạng sản xuất manh mún. Một số sản phẩm bước đầu có xuất khẩu, nhưng là nông sản thô, ít giá trị. Ngoài ra, nông dân thiếu sự liên kết. Điều này luôn đẩy họ vào tình thế phải chịu thiệt thòi. Thay vào đó, người hưởng lợi chủ yếu là tư thương. Để nền nông nghiệp tỉnh nhà nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, phải tạo sự đột phá về tổ chức sản xuất theo hướng hàng hóa hiện đại, khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp và quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Tiếp sau đây là những thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý. Tính đến thời điểm hiện tại, tuyến đường sắt trên cao Cát Linh Hà Đông đã hoàn thành 70% khối lượng công việc và dự kiến tháng 10 này sẽ đưa vào chạy thử. Dự án đường sắt đô thị số 3 Cát Linh Hà Đông được chính thức khởi công từ ngày 10 tháng 10 năm 2011. Toàn tuyến có chiều dài khoảng 13,5 km, đi hoàn toàn trên cao và chủ yếu chạy trên giải phân cách giữa hai làn đường, trục đường Hào Nam và đường Nguyễn Trãi. Tuyến có điểm khởi đầu đặt tại nhà ga Cát Ninh, quận Đống Đa, điểm kết thúc tại ga Y Nghĩa, quận Hà Đông, gồm 12 ga đón tiện khách. Và khu Depo, trung tâm điều hành tuyến tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, Đoàn tàu gồm 6 toa hoặc 8 toa, khi lưu lượng giao thông tăng lên, có sức chở từ 2.028 hành khách đến 2.110 hành khách, tốc độ tối đa là 80 km một giờ, tốc độ lưới hành là 35 km một giờ. Thời gian khai thác hàng ngày từ 5 đến 23 giờ, tần suất dựng chuyển tối đa là 2 phút một chuyến. Ban quản lý dự án đường sắt phấn đấu để toàn bộ phần lao lắp dầm còn lại sẽ hoàn thành vào giữa tháng 4 năm 2016, hoàn thành các nhà ga, trừ ga Cát Linh trong tháng 4 năm 2016, các nhà ga La Khê và Giang Khê được hoàn thành vào tháng 6 năm 2016. Khu Depot sẽ cơ bản hoàn thành cuối tháng 6 năm 2016. Để cuối tháng 9 sẽ lắp đặt hệ thống thiết bị sẵn sàng cho chạy khai thác thử trong tháng 10 năm 2016 trước khi đưa vào khai thác thương mại từ ngày 31 tháng 12 năm 2016. Năm 2016 được dự báo sẽ là một năm khó khăn cho ngành dịch may Việt Nam và mục tiêu xuất khẩu đề ra không dễ dàng đạt được với một loạt hiệp định thương mại tự do đã được ký kết như hiệp định FTA Việt Nam EU, hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP, ngành dệt may Việt Nam đứng trước cơ hội lớn về mở rộng năng lực sản xuất, thu hút dòng vốn đầu tư FDI và tăng nhanh giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên năm 2016 được dự báo sẽ là một năm khó khăn cho ngành dệt may Việt Nam và mục tiêu xuất khẩu đề ra không dễ dàng đạt được. Các chuyên gia nhận định các hiệp định thương mại tự do này có độ trễ, chưa thể vận hành ngay được nền kinh tế thế giới chưa có tín hiệu phục hồi nên nhu cầu đối với mặt hàng dịch mai cũng sẽ không tăng cao. Giá trị tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu dịch mai chỉ đạt từ 8 đến 10%, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt từ 29,5 đến 30 tỷ đô la Mỹ. Ông chủ Đức Giang, chủ tịch Hiệp hội dịch mai Việt Nam cho biết, ngành dịch mai đang khuyến khích doanh nghiệp mai trong nước đầu tư sợi, dệt, nhuộm để chủ động nguồn cung nguyên liệu và tổ chức đào tạo nguồn nhân lực thiết kế để phù hợp với bối cảnh hội nhập. Chính phủ phải có chiến lược phát triển nguồn lực, tập trung tại các trường đào tạo một đội ngũ các nhà thiết kế. Đội ngũ các nhà thiết kế này phải được đào tạo với chiến lược riêng để đảm bảo những nhà thiết kế này có đủ tư duy và sáng tạo, đặc biệt là tư duy phát triển hội nhập quốc tế và thế giới. Khi Việt Nam đưa các sản phẩm vào thị trường Mỹ, thị trường châu Âu phải hiểu được văn hóa cũng như thị hiếu người tiêu dùng sẽ có cách tiếp cận thuận lợi hơn. Phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Trung Đông dẫn lời thứ trưởng ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề quốc tế và pháp lý apa Arachi cho biết, Giang phòng Bộ Ngoại giao Iran tại các tỉnh, đặc biệt là tại các sân bay quốc tế nước này, đang triển khai áp dụng việc cấp thị thực 30 ngày cho du khách của 180 quốc gia. Biện pháp trên được Iran đưa ra nhằm khuyến khích du lịch phát triển. Ông Araji nói thêm rằng, thỏa thuận hạt nhân lịch sử đã cung cấp một cơ hội vàng để giải quyết các vấn đề kinh tế, mở đường cho sự tiến bộ và phát triển. Trong năm 2015, chính phủ Iran đã thông qua một dự luật mới, nới rộng thời hạn visa cấp tại các sân bay Iran lên 30 ngày đối với các khách du lịch nước ngoài. Trước đó, du khách chỉ có thể được cấp thị thực tại sân bay với thời hạn 14 ngày và không được phép gia hạn. Trong danh sách 180 quốc gia trên, đáng chú ý có các nước châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapore, Indonesia và Việt Nam. Công dân những nước này có đủ điều kiện sẽ được cấp thị thực tại các sân bay của Iran với thời hạn 30 ngày. Tuy nhiên, công dân của Mỹ, Somali, Anh, Canada, Bangladesh, Jordan, Iraq, Afghanistan và Pakistan không được hưởng ưu đãi trên mà phải xin thị thực tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Iran trước khi muốn du lịch tới quốc gia Hồi giáo. Năm 2014, doanh thu du lịch của Iran đạt 5,7 tỷ đô la Mỹ với 5,5 triệu lượt du khách, tăng 0,73 triệu lượt khách so với năm 2013. Lượng khách chủ yếu đến từ Ấn Độ, Azerbaijan, Kuwait, các tiểu dương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq, Afghanistan và Pakistan. Ông Von Sai Visat, quốc chủ khanh Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia cho biết, hàng năm Campuchia nhập khẩu khoảng 100.000 tấn rau các loại với tổng trị giá khoảng 200 triệu đô la Mỹ. Lượng rau này chủ yếu nhập từ Việt Nam, Lào và Thái Lan. Ông Von Sai Visat cho biết thêm, nguyên nhân Campuchia thiếu rau nhiều là vì hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nước chưa hoàn chỉnh. Ngành nông nghiệp Campuchia còn phụ thuộc rất nhiều về lượng nước mưa. Năm nào mưa ít, ngành nông nghiệp nước này dễ bị thất thu. Bên cạnh đó, hệ thống thoát nước tại Campuchia cũng yếu, cứ đến mùa nước lũ những vùng đất sản xuất nông nghiệp lại bị hư hại do ngập nước. Do đó, chỉ phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng và đeo bao chống lũ, bảo vệ vùng đất sản xuất nông nghiệp đang là chương trình ưu tiên của chính phủ hoàng gia Campuchia hiện nay. Quý thính giả thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin kết thúc tại đây. Chương trình này do Hoàng Chương biên tập cùng các phát thanh viên ngoại đức và tố trình thể hiện trước máy. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.